Jet Go xin được chào các bạn. Vào những năm 1940, phía Liên Xô đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ và Anh phải bắt đầu hành động tại châu Âu, tiến hành mở một mặt trận thứ hai nhằm chia sẻ gánh nặng với Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến với quân đội Đức Quốc xã. Trong khi các viên tư lệnh Hoa Kỳ ủng hộ chiến dịch đổ bộ trực tiếp lên lục địa châu Âu đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng, thì Bộ Chỉ huy Anh lại tin rằng cách làm đó sẽ kết thúc trong thảm họa. Thay vào đó, họ đề xuất một cuộc tấn công lên phần lãnh thổ thuộc địa của Pháp tại Bắc Phi để quét sạch các lực lượng phe trục ra khỏi Bắc Phi, tăng cường khả năng kiểm soát trên biển Địa Trung Hải và chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào miền Nam nước Ý. Còn đối với phe trục, tham vọng của họ là làm chủ hoàn toàn các thuộc địa của Anh ở châu Phi như Ai Cập, Somalia cùng một số khu vực khác, khống chế Địa Trung Hải, kênh đào Suez, rồi tiến lên chiếm nguồn tài nguyên dầu mỏ ở vùng Trung Cận Đông. Tham gia vào các trận chiến tại Bắc Phi, lực lượng tham chiến của phe đồng minh bao gồm quân đội các nước Hoa Kỳ, Anh, Tiệp Khắc, lực lượng Pháp lưu vong, Ấn Độ, New Zealand, Nam Phi, lực lượng Ba Lan lưu vong, Hy Lạp, Úc và Canada. Còn về phía phe trục thì bao gồm quân đội của Đức, Ý và quân Pháp Vichy, một chính phủ thân Đức được lập ra tại Pháp. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1940, tại châu Âu, Đức Quốc xã lần lượt đánh bại và chiếm được Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Pháp, từng bước làm chủ châu Âu. Ngày 10 tháng 6 năm 1940, lợi dụng thắng lợi của Đức, người Ý với phong cách cáo mượn oai hùm đã tuyên chiến với Pháp và có ý định chiếm các thuộc địa của Anh ở Ai Cập và Đông Phi, khi quân Anh lúc này cũng bị thất bại thảm hại tại Pháp qua cuộc rút lui tại Dunkirk thuộc vùng Hauts-de-France miền Bắc nước Pháp. Do đó, Ý đã chia quân làm hai đường tấn công Bắc và Đông Phi, mặt trận Bắc Phi chính thức bùng nổ. Ngày 4 tháng 8 năm 1940, quân đội Ý xuất phát từ Eritrea và Ethiopia tấn công Somalia thuộc địa của Anh ở vùng Đông Phi. Đến ngày 17 tháng 8 năm 1940, quân Ý đã chiếm được hoàn toàn Somalia. Thực sự đúng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về tại Bắc Phi. Thành công ban đầu như trong một giấc mơ nhưng diễn biến sau đó lại không hề dễ dàng cho người Ý. Ngày 13 tháng 9 năm 1940, 200.000 quân Ý gồm 6 sư đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn xe tăng từ Libya vượt qua biên giới tấn công Ai Cập. Tại đây, quân Anh chỉ có 36.000 binh sĩ nhưng chiến đấu rất kiên cường, gây ra cho quân đội Ý rất nhiều khó khăn và tổn thất, khiến họ gần như không thể tiến lên được. Cuối năm 1940, người Anh hiểu rằng thế mạnh của người Ý có vẻ như chỉ là thiết kế nghệ thuật, chứ không phải quân sự. Vì vậy, quân đội Anh đã lập kế hoạch cho một cuộc phản công lớn mang tên Kế hoạch Compass. Ngày 9 tháng 12 năm 1940, cuộc phản công của người Anh bắt đầu. Kết quả là 4 sư đoàn chủ lực của Ý đã bị tiêu diệt và 38.000 binh sĩ bị bắt làm tù binh. Ngày 22 tháng 1 năm 1941, quân Ý tại Tobruk thuộc Libya cũng đầu hàng. Đầu tháng 2 năm 1941, quân Anh tiếp tục tiến sâu vào Libya. Lúc này, quân đội Ý bị dồn vào thế bí liên tục thua trận. Liên tiếp các thuộc địa của Ý ở châu Phi rơi vào tay người Anh, trong đó bao gồm luôn cả Ethiopia, nơi mà Ý chiếm được trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Trước những thất bại liên tiếp của Ý và nguy cơ phe trục bị hất cẳng tại châu Phi, Adolf Hitler đã đưa tướng Erwin Rommel, một danh tướng huyền thoại sau này nổi tiếng với nghệ danh cáo sa mạc, với thiên tài tác chiến cơ động, cùng quân đoàn Phi Châu tới cứu viện Ý tại Bắc Phi. Ngày 16 tháng 2 năm 1941, quân đội của tướng Rommel đã tiến tới Tripoli của Libya. Sự xuất hiện của người Đức đã làm chiến cuộc lập tức thay đổi nhanh chóng. Lợi dụng lúc quân Anh chưa phòng bị, ông đã chỉ huy sư đoàn 4 của liên quân Đức Ý phát động cuộc tấn công vào Al-Ukhla, một thành phố ven biển ở cuối phía nam của vịnh Sidra ở vùng viễn tây Cyrenaica, Libya. Ngay sau đó, ông xuống lệnh tấn công Benghazi thuộc Libya, nơi quân Anh đang cố thủ. Ngày 8 tháng 4 năm 1941, quân của tướng Rommel tiếp tục chiếm được Dana, miền đông Libya và ngay sau đó đã bao vây Tobruk của Libya. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, bằng lối đánh tấn công chớp nhoáng, quân Đức đã đẩy lùi quân Anh về biên giới Ai Cập, khiến những thành quả đạt được trước đó của Anh đều bị mất sạch. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, chiến tranh Xô Đức bùng nổ. Do đó, bộ thống soái của Đức phải tập trung toàn bộ binh lực và sự chú ý vào chiến trường phía đông, khiến cho mặt trận Bắc Phi giờ đây thiếu quân chi viện. Trong khi đó, quân Anh tăng viện cho mặt trận này binh đoàn 8, bao gồm tập hợp nhiều quân đoàn từ Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nam Phi và lực lượng Pháp tự do,
đồng thời vạch ra kế hoạch phản công mang tên Thập Tự Quân. Ngày 18 tháng 11 năm 1941, quân Anh bắt đầu cuộc phản công và từ phía Nam tiến sát ngoại ô thành phố Tobruk. Tướng Gomer mất một thời gian mới nhận ra đây là một cuộc tấn công lớn của quân Anh và ông liền đưa sư đoàn thiết giáp số 15 của Đức vào trận chiến. Ngày 22 tháng 1 năm 1941, ông giành lại được một số vùng bị mất và tiêu diệt được 1/3 số tăng thiết giáp của quân Anh. Ngày 24 tháng 2 năm 1941, tướng Gomer tập trung chủ lực quân vượt qua biên giới Ai Cập với ý đồ cắt đứt đường đuôi của binh đoàn 8 của Anh. Trong khi đó, quân Anh tiếp tục tấn công về phía Tây và đến ngày 26 tháng 12 năm 1941 thì chiếm lại được một số vùng đã mất. Tướng Gomer nhận thấy hậu phương ngày càng gặp khó khăn, nhiên liệu thiếu thốn, khó chấp hành kế hoạch phản công nên buộc phải cho quân rút về Tobruk. Trên đường rút lui, quân Đức lại chiếm được khu vực ngoại ô thành phố Tobruk. Nhưng ngay sau đó, quân Anh được chi viện ngày càng mạnh mẽ buộc Gomer phải buông bỏ thành phố Tobruk để rút về Al-Ukhaila vào ngày 10 tháng 1 năm 1942. Đầu năm 1942, lực lượng hải quân hùng mạnh của Đức Quốc xã giành lại quyền kiểm soát Địa Trung Hải, nên một lượng lớn lương thực và quân nhu đã được xe chuyên chở một cách dễ dàng đến Bắc Phi. Quân đoàn châu Phi cũng được tăng viện thêm xe tăng và các tiểu đoàn quân chiến đấu. Do đó, Đức quyết định mở cuộc tấn công đại quy mô. Ngày 21 tháng 1 năm 1942, quân đoàn châu Phi với 120 xe tăng cộng với 80 xe tăng của quân đội Ý đã tổ chức tấn công phá vỡ trận địa tiền tiêu của quân Anh. Ngày 27 tháng 5, lực lượng tăng thiết giáp của tướng Gomel đã nhanh chóng đột phá các phòng tuyến của đối phương. Quân Đức đánh tan các phòng tuyến của quân Pháp tự do. 35.000 quân Anh đầu hàng quân Đức tại Tobruk. Một loạt các thành phố khác của người Anh đều bị thất thủ. Binh đoàn 8 của Anh phải rút lui đến tận Marsa Merchat của Ai Cập. Cuối tháng 6 năm 1942, liên quân Đức Ý đã tiến sát đến En Alamein phía bắc Ai Cập và chỉ còn cách đồng bằng sông Nil 100 cây số. Tuy liên tiếp giành những chiến thắng, nhưng đến lúc này thì lực lượng của quân đoàn Phi Châu đã bị tiêu hao quá nặng, quãng đường tiếp tế lương thực, đạn dược trở nên quá xa và quân lính cũng rất mệt mỏi, nên cuộc tấn công của người Đức đến đây buộc phải dừng lại. Lợi dụng chủ lực quân của Đức Quốc xã đang tập trung đối phó với Liên Xô tại chiến trường Xô Đức và mặt trận Bắc Phi Địa Trung Hải là bắt đầu được Mỹ giúp đỡ toàn lực, nên lực lượng quân Anh liên tục được tăng cường, tích cực chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn, đẩy lùi quân đội phe trục ra khỏi Bắc Phi. Thêm nữa, những thất bại liên tiếp trước đó buộc người Anh phải tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện trong hàng ngũ quân đội. Ngày 4 tháng 8 năm 1942, đích thân Thủ tướng Anh Winston Churchill đã đến Cairo, thủ đô Ai Cập. Ông cử Thượng nghị sĩ Harold Alexander làm Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung Đông. Quân số binh đoàn 8 của Anh cũng được bổ sung đáng kể, với khoảng 23.000 binh sĩ, 1.029 xe tăng và 750 phi cơ. Trong khi đó, Liên quân Đức Ý chỉ còn có 116.000 binh sĩ, 540 xe tăng và 675 máy bay. Phía Anh dự tính sẽ mở một chiến dịch tấn công vào Al-Alamein, Ai Cập, rồi tiếp tục đánh chiếm sang Libya. Quá nhọ cho quân Đức, vào ngày 23 tháng 9 năm 1942, tướng Erwin Gomer vì tình trạng sức khỏe không tốt đã buộc phải chuyển giao quyền lực cho tướng Georg Stommer, một tướng chuyên gia về tăng thiết giáp, để lên đường trở về Đức nghỉ ngơi. Ngày 23 tháng 10 năm 1942, trận En Alamein lần thứ hai chính thức bùng nổ khi các khẩu pháo của Anh đồng loạt nã đạn vào trận địa của quân Đức tại El Alamein. Thực sự đúng là trong cái rủi còn có thêm cả một số cái đen. Sáng ngày 24 tháng 10 năm 1942, tướng Stommer, người thay thế cho tướng Gomer, đã chết vì nhồi máu cơ tim, khiến cho quân Đức mất đi người chỉ huy trực tiếp. Đến ngày 25 tháng 10 năm 1942, tướng Gomer tuy đang nghỉ dưỡng bệnh, đã buộc phải ngay lập tức quay lại Bắc Phi theo yêu cầu của quốc trưởng Adolf Hitler. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 10 năm 1942, quân đội Anh của Trung tướng Montgomery chiếm được một vùng đất nhỏ ở phía bắc chiến tuyến. Đêm 28 tháng 10 năm 1942, quân Anh mở cuộc tấn công dữ dội vào bờ biển phía bắc của Ai Cập. Qua trận đánh kéo dài 2 ngày, quân Đức bảo vệ thành công cứ điểm của mình nhưng bị thiệt hại rất nặng, nhất là xe tăng. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 1942, sư đoàn New Zealand số 2 thuộc binh đoàn 8 đã mở được phòng tuyến phía bắc. Sư đoàn thiết giáp 9 và 11 của Anh ngay lập tức lợi dụng kẽ hở đó tiến vào El Alamein.
Ngày 4 tháng 11 năm 1942, tướng Gommel buộc phải ra lệnh cho quân Đức rút lui trên toàn chiến tuyến để tránh hao tổn quá nhiều lực lượng, bất chấp mệnh lệnh của quốc trưởng Hitler là cố gắng tử thủ đến cùng. Quân Anh thừa thắng truy kích, ngày 5 tháng 11 năm 1942, họ đã chiếm được cảng Merchat phía bắc của Ai Cập. Ngày 8 tháng 11 năm 1942, cuộc hành quân bó đuốc mở màn khi 500 tàu vận tải, trong đó có 350 tàu hộ tống, đã đưa khoảng 100.000 binh sĩ thuộc Liên quân Anh-Mỹ đổ bộ lên Bắc Phi tại 3 nơi. Địa điểm thứ nhất là tại Algeria, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho quân đồng minh khi không có sự đụng độ nào đáng kể nhờ sự tính toán chuẩn xác trước đó của họ và lực lượng Pháp. Địa điểm thứ hai là tại Oran, thành phố phía tây bắc của Algeria, quân đổ bộ gồm Sư đoàn 1 bộ binh Mỹ và Sư đoàn 1 thiết giáp gặp sự kháng cự mạnh mẽ của Hải quân Pháp Vichy thân Đức đang đóng tại đây. Chính phủ Vichy của Pháp được thành lập ngay sau khi Pháp đầu hàng Đức, do thống chế Philippe Pétain đứng đầu. Chính phủ Vichy hợp tác với Đức để đổi lấy một thỏa thuận giúp nước Pháp không bị các cường quốc phe trục phân chia. Và tại địa điểm thứ ba, quân đồng minh đổ bộ vào Maroc. Tại đây họ gặp sự kháng cự yếu ớt của quân Đức. Ngày 10 tháng 11 năm 1942, Liên quân Anh-Mỹ với hỏa lực tấn công mạnh mẽ gây nên thiệt hại khá lớn cho quân Vichy Pháp. Cộng thêm Pháp không được tiếp viện thêm quân, nên chính phủ Vichy của Pháp, do thống chế Philippe Pétain đứng đầu, đã buộc phải ra lệnh cho quân Pháp tại Bắc Phi không được tiến hành chống trả quân đồng minh nữa. Quân đồng minh đổ bộ thành công đã nhanh chóng tiến về hướng đông. Cùng lúc với việc quân Anh đại thắng tại El Alamein, Liên quân Anh-Mỹ nhanh chóng chiếm Maroc và Algeria, áp sát hải cảng Bizerta và thành phố Tunis. Tuy nhiên, nếu quân đồng minh tiến nhanh hơn, chặn cuộc rút chạy của quân đội tướng Gommel, thì chiến thắng đã có thể lớn hơn rất nhiều. Sau cuộc hành quân bó đuốc, quân đồng minh tạo thành thế bao vây hai mặt đông và tây đối với quân Đức đang rút lui tại Tunisia, chuẩn bị cho một cuộc tấn công cuối cùng. Liên quân Đức Ý trước tình hình đó ra sức khống chế mạnh hơn chính phủ Vichy của Pháp và một mặt tái củng cố Bắc Phi với ý định quyết chiến đến cùng. Ngày 13 tháng 11 năm 1942, Tobruk lại thuộc về người Anh. Ngày 20 tháng 11 năm 1942, quân đồng minh tiến vào Benghazi, Libya. Ngày 23 tháng 10 năm 1943, quân Đức tiếp tục bị đánh bật khỏi Tripoli của Libya, nhường chỗ cho quân đội Anh. Và cuối cùng vào giữa tháng 2 năm 1943, quân Đức lập phòng tuyến cố thủ tại biên giới Libya-Tunisia. Kết thúc trận El Alamein lần thứ hai, thương vong của quân Anh là gần 13.600 binh sĩ, trong khi đó của Liên quân Đức Ý thiệt hại lên tới hơn 38.000 quân. Trận đánh này trở thành bước ngoặt của chiến trường Bắc Phi, để từ đây quân đồng minh chính thức chuyển sang thế phản công và nắm hoàn toàn quyền chủ động tại Bắc Phi. Việc Liên quân Anh-Mỹ đạt được nhiều thắng lợi cũng vì một nguyên nhân rất lớn, đó là việc quân Đức trong giai đoạn này gần như phải dồn toàn bộ những lực lượng tinh nhuệ nhất cho chiến trường Stalingrad, một chiến trường vô cùng hao người tốn của khi đối đầu với Hồng quân Liên Xô. Ngày 14 tháng 2 năm 1943, phe trục một đợt phản công từ Fider, Tunisia, tiến vào Sbaila, Tunisia. Từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 năm 1943, trong trận đèo Kasrin, một khe hở rộng 3,2 km trong dãy Tây Dorsal thuộc miền núi Alas ở phía tây trung bộ Tunisia, quân Đức do tướng Erwin Gommel chỉ huy đã đánh thủng phòng tuyến quân đồng minh, mà chủ yếu là quân đoàn 2 của Mỹ. Sau thất bại này, Thống tướng Lục quân Hoa Kỳ Eisenhower, người mà sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1953, đã quyết định lựa chọn phương án thay người nhằm tăng cường cho hàng công và đã đưa tướng George Patton lên làm chỉ huy quân đoàn 2. Đội quân của tướng Gommel đã không thể chiến đấu một cách hiệu quả do luôn gặp phải tình trạng thiếu thốn về nguồn tiếp tế, cùng với sức khỏe và tinh thần lúc này của ông không được tốt. Nên đến ngày 9 tháng 3 năm 1943, ông đã trở về Đức và vĩnh viễn xa rời Bắc Phi. Ngày 20 tháng 3 năm 1943, quân Anh do tướng Montgomery chỉ huy từ biên giới Libya-Tunisia mở cuộc tấn công. Quân đội phe trục buộc phải rút lui lên phía bắc Tunisia. Ngày 7 tháng 5 năm 1943, hải cảng quan trọng Bizerta của phe trục bị quân đội Mỹ chiếm, còn quân Anh thì tiến vào chiếm thành phố Tunis, thủ đô của Tunisia. Đến thời điểm này, hải quân và không quân đồng minh đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát Địa Trung Hải cũng như vùng trời từ Tunisia đến Ý, khiến cho kế hoạch rút lui về Ý của quân đội phe trục tại Bắc Phi hoàn toàn bị phá sản. Cuối cùng vào ngày 13 tháng 5 năm 1943, toàn bộ liên quân Đức Ý tại Bắc Phi đã đầu hàng, ngoại trừ một số ít ở miền núi còn kháng cự. Tướng Đức von Arnim cùng thống chế Ý Giovanni Messe cũng đầu hàng và đều bị bắt làm tù binh.
Tổng số tù binh sau khi chiến dịch Tunisia kết thúc lên đến 240.000 binh sĩ, trong đó có 125.000 binh sĩ thuộc quân đoàn châu Phi. Con số này còn nhiều hơn số tù binh Đức bị Liên Xô bắt trong trận Stalingrad, một phần cũng vì lực lượng tại Stalingrad là những đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của Đức, có tinh thần cảm tử rất cao, nên họ ít khi chấp nhận đầu hàng, mà thường chiến đấu đến những người cuối cùng. Ngày 20 tháng 5 năm 1943, một cuộc duyệt binh đã được tổ chức tại Tunis, đánh dấu sự thất bại của phe trục tại châu Phi. Kết thúc mặt trận Bắc Phi, quân đồng minh giành thắng lợi hoàn toàn khi quét sạch quân đội phe trục ra khỏi châu Phi, mở đường cho cuộc đổ bộ lên đảo Sicilia của Ý vào tháng 7 năm 1943. Thắng lợi ở Bắc Phi cũng ngăn chặn tham vọng của phe trục, biến Bắc Phi thành bàn đạp để chiếm vùng Trung Cận Đông. Tại Bắc Phi, thương vong của phe trục là khoảng 527.700 binh sĩ, trong đó có khoảng 45.700 binh sĩ tử trận hoặc mất tích, 480.000 binh sĩ bị bắt làm tù binh, gần 2.000 binh sĩ khác đã chạy thoát, nhưng trong tình trạng thương tích nặng nề, 8.000 máy bay bị bắn hạ, 2.500 xe tăng, 6.200 pháo và 70.000 xe cơ giới bị phá hủy. Trong tổng số thương vong của phe trục, quân Ý tổn thất tổng cộng khoảng 372.000 binh sĩ, quân Đức là 152.000, quân Pháp Vichy là 3.700 binh sĩ. Còn đối với quân đồng minh, họ bị tổn thất hơn 260.000 binh sĩ, trong đó Hoa Kỳ thiệt hại khoảng 18.200 binh sĩ, quân Anh là 220.000, quân Pháp Tự Do là 20.000 binh sĩ, còn lại là thiệt hại của các nước khác, hơn 2.000 xe tăng bị phá hủy, gần 1.400 máy bay bị bắn rơi. Ngoài những thắng lợi trên, quân đồng minh còn đạt được thêm một thành công đáng kể nữa là sự gắn bó ngày càng thân thiết trong hàng ngũ đồng minh, đặc biệt là giữa Anh và Mỹ. Đồng thời, tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đồng minh cũng được nâng cao rõ rệt. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. JetGo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.